Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Thạch Thành. Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc. Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Hình sẵn sàng đón học sinh quay lại trường sau đợt nghỉ phòng chống COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2020, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh do đồng chí Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra tại huyện Thạch Thành. Cùng đi với đoàn có các thành viên đoàn kiểm tra. Về phía huyện, tiếp đoàn có đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch ở người trên địa bàn huyện; đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, có tên gọi mới là COVID-19, huyện Thạch Thành đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện. 100% các xã thị trấn thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch. Huyện đã chủ động ban hành các văn bản chỉ thị, kế hoạch, phương án đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn huyện. Đồng thời, thành lập đội phòng chống dịch, đáp ứng nhanh, đẩy mạnh truyền thông phòng chống dịch, phân công cán bộ phụ trách giám sát dịch bệnh tại các xã trong toàn huyện. Bên cạnh đó, thành lập tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại trung tâm y tế và một số xã thị trấn. Huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Các đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động trong theo dõi giám sát các trường hợp từ vùng dịch về cư trú tại địa phương, người địa phương từ vùng dịch trở về và người nước ngoài từ vùng dịch đến địa phương. Theo số liệu thống kê, hiện nay người lao động huyện Thạch Thành đi từ Trung Quốc về là 11 người, đang theo dõi chưa qua 14 ngày. Huyện đã cấp 505 kg hóa chất chloramin B cho các xã thị trấn tiêu độc khử trùng các trường học, cơ quan, đơn vị. Qua thực tế kiểm tra, giám sát tại Ủy ban dân huyện, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm Y tế xã Thành Thọ, đồng chí Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV tỉnh, đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Thạch Thành. Ban chỉ đạo huyện đã chủ động kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo huyện tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về cách phòng bệnh để người dân không chủ quan, không hoang mang về dịch bệnh do COVID-19 gây ra. Chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường giám sát sự di biến động người từ vùng dịch đến cư trú tại địa phương, tăng cường vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng, bảo đảm cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo huyện cần chủ động hơn nữa trong giám sát, phát hiện, hướng dẫn các đơn vị tuyến dưới quán triệt tinh thần phòng chống dịch do COVID-19 gây ra theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm sẵn sàng cao nhất đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo thường xuyên để cập nhật các chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, Bộ Y tế, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa có khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại nơi làm việc. 1. Khuyến cáo với người lao động: tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trong ít nhất 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng, che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi, họng, nâng cao thể trạng. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp như sốt, ho, khó thở. Trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại các cơ sở lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. 2. Khuyến cáo đối với người sử dụng lao động:
cung cấp chỗ rửa tay với xà phòng hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên lau nền nhà và khử trùng các bề mặt, các đồ vật tại nơi làm việc có thể có virus như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, mặt bàn. Bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc. Có quy định và hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế khi có các biểu hiện mắc bệnh hoặc tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh nếu được. Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ, tiếp xúc với nhiều người cần cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho người lao động và cân nhắc lắp đặt hệ thống kính ngăn tại các khu vực tiếp xúc giao dịch. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương thông qua đường dây nóng 1900-3228 hoặc 1900-9095. Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm thế chủ động sẵn sàng đón học sinh trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học để phòng chống COVID-19, vào sáng ngày 12 tháng 2, toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, trường trung học cơ sở Phạm Văn Hình đã có mặt tại trường để tổng dọn vệ sinh khuôn viên sân trường, quét dọn sắp xếp lại các phòng học chức năng, lau chùi bàn ghế và vệ sinh sạch sẽ dụng cụ học tập. Thầy giáo Lê Đình Luân, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Thực hiện cái công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, nhà trường triển khai tất cả các công văn của Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và các công văn chỉ đạo của các cấp các ngành đến tất cả cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Nhà trường cũng đã tiến hành phối hợp với ngành y tế và Ủy ban dân thị trấn Kim Tân tiến hành phun phòng độc khử trùng toàn bộ khu vực nhà trường. Hàng ngày thì nhà trường vẫn các thầy giáo, cô giáo vẫn đến trường để làm việc và nắm bắt cái tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp của tất cả học sinh qua hệ thống VnEdu và cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày, báo cáo phòng giáo dục và Sở Giáo dục kịp thời. Và cái việc nữa là trong thời gian học sinh nghỉ thì nhà trường là thực hiện đúng theo cái công văn 151 và 22 của Sở Giáo dục là cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15 tháng 2. Và trong thời gian học sinh nghỉ thì các thầy giáo, cô giáo tiến hành lao động dọn vệ sinh, tu bổ cơ sở vật chất và ngay ngày hôm nay là toàn bộ tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tập trung lại tại văn phòng. Thứ nhất là tổng vệ sinh toàn bộ khu vực trường. Thứ hai là sắp xếp lại các phòng học, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh vào học theo cái công văn hướng dẫn. Trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn sinh hoạt chuyên môn bình thường như sao bài tập, kiểm tra học sinh ở nhà qua Zalo điện thoại với phụ huynh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng vận động các bậc cha mẹ học sinh thường xuyên cập nhật thông tin chính thống của Bộ Y tế, của Sở Y tế Thanh Hóa về tình hình diễn biến dịch bệnh, không chủ quan nhưng cũng tránh hoang mang trước những thông tin thất thiệt về dịch bệnh. Đồng thời, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, vệ sinh khử khuẩn trường lớp, phun hóa chất tiêu độc khử trùng, trang bị nước rửa tay đầy đủ, quản lý học sinh, kết nối với phụ huynh qua hệ điều hành tin nhắn Edu, sẵn sàng cả về cơ sở vật chất lẫn chương trình dạy học khi có thông báo cho học sinh đi học trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của Agribank về việc huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Ngân hàng Chính sách Xã hội là tổ chức tín dụng sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Hoạt động ngân hàng chính sách xã hội không chỉ cho vay ưu đãi về lãi suất đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách để cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nhằm giảm nghèo, cải thiện đời sống, góp phần tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Song song với việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, hoạt động ngân hàng chính sách xã hội huyện còn được chính phủ cho phép mở rộng nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp. Tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn và chi trả tiền kiều hối, toàn cầu nhanh gọn, với mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn hiện nay. 1. Hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm.
Với nhiều hình thức huy động tiền gửi đa dạng, phong phú, ngân hàng chính sách xã hội nhận tiền gửi tại trụ sở ngân hàng chính sách xã hội huyện hoặc tại điểm giao dịch ở Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn vào buổi sáng ngày giao dịch cố định với thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, an toàn. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chu đáo, lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành đang huy động ở các mốc lãi suất và thời hạn như sau. Hình thức gửi, kỳ hạn 1-2 tháng, lãi suất 4,5% trên 1 năm, kỳ hạn 3-4-5 tháng, lãi suất 5% 1 năm, kỳ hạn 6-7-8 tháng, lãi suất 5,3% trên 1 năm, kỳ hạn 9-10-11 tháng, lãi suất 5,4% trên 1 năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất 6,8% trên 1 năm. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đang triển khai sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần không theo quy định trong suốt kỳ hạn gửi tiền. Số tiền mỗi lần gửi không cố định, thấp nhất là 1 triệu đồng trên một lần gửi, với lãi suất được niêm yết tại từng thời điểm gửi. 2. Quyền lợi của khách hàng. Khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, khách hàng được đảm bảo 100% khả năng thanh toán, không phải thực hiện bảo hiểm tiền gửi. Khách hàng được bảo mật về số tiền gửi của mình với phương thức trả lãi cuối kỳ. Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn. Khi đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không đến rút tiền, phần lãi sẽ tự động nhập gốc và chuyển sang kỳ tiếp theo với lãi suất áp dụng tại cùng thời điểm. Việc tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua nguồn vốn huy động tiết kiệm của các tổ chức, các cá nhân đã tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách, được nhanh chóng thuận lợi. Thông qua đồng vốn tín dụng ưu đãi đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đảm bảo giảm nghèo nhanh và bền vững. Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là bạn đang chung tay giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thoát nghèo bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên quê hương huyện Thạch Thành. 3. Địa chỉ liên hệ: Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thành, khu phố 4 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Số điện thoại liên hệ: Số điện thoại di động 0966 255 686. Số điện thoại cố định 02 373 877 922. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.